Tại thành phố Hồ Chí Minh vừa diễn ra buổi hội thảo về công nghệ vận tải trên cao Skyway. Đây là công nghệ vận tải hàng đầu thế giới, mức chi phí thấp, hứa hẹn mang tới nhiều cơ hội đi lại cho người dân nếu được áp dụng tại Việt Nam chúng ta. Công nghệ này có nhiều ưu điểm như là tránh được xung đột giao thông, nâng cao tốc độ, độ an toàn cao, giảm thiểu tác hại về môi trường. Ngoài ra thì chi phí xây dựng và vận hành thấp hơn đáng kể so với các giải pháp giao thông hiện có, cho phép nhiều loại hình vận tải hàng hóa khác nhau hoạt động trên cùng một hạ tầng. Skyway có 3 loại chính và được điều khiển tự động, loại trong đô thị kết nối các thành phố lớn với nhau, có thể chở đến 100 người, tốc độ 150 km/h. Đặc biệt là loại tàu cao tốc với nhiều thiết kế đến 100 chỗ, đạt tốc độ 500 km/h, sức chở 1 triệu người một ngày trong khoảng cách là 10.000 km.